Loài ếch kỳ lạ này sở hữu bề ngoài giống rắn, khiến không ít người hoảng sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy chúng. Nhắc đến ếch, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến loài động vật lưỡng cư với làn da mịn, ẩm ướt, cặp chân sâu dài mạnh mẽ, với khả năng bật nhảy ấn tượng. Tuy nhiên, có một số loài ếch lại sở hữu hình dáng bên ngoài khác thường, giống rắn hơn ếch, khiến nhiều người lần đầu bắt gặp sẽ rất hoảng sợ. Loài ếch được nhắc đến ở đây là ếch giun. Ếch giun không có chân, cơ thể hình trụ, hơi dẹp ở mặt bụng. Đuôi dài 2,5-3mm, mặt lưng có màu tím đen, dưới bụng nhạt hơn màu hoa cà. Hai bên sườn có sọc vàng liên tục chạy từ khoảng giữa hàm đến gần mút đuôi. Mắt có viền mỏng màu trắng đục. Loài ếch giun có nhiều phân loài khác nhau, trong số đó nhiều loài đang gặp tình trạng bị đe dọa hoặc sắp tuyệt chủng do số lượng giảm sút. Ếch giun là loài lưỡng cư không chân duy nhất tại Việt Nam. Chúng sở hữu cơ thể dài với lớp da trơn bóng, nhiều nếp gấp ngang thân, không có chi, tạo nên vẻ bề ngoài rất giống với rắn, khiến không ít người phải hoảng sợ khi lần đầu tiên nhìn thấy loài động vật này. Cách di chuyển của loài ếch giun cũng giống như rắn, bằng cách uốn éo cơ thể để tiến về phía trước. Vẻ bề ngoài của ếch giun giúp chúng thích nghi với môi trường sống dưới đất, dưới các đống lá mục, cho phép chúng dễ dàng di chuyển qua các khe hở và đường hầm trong đất. Ếch giun có đầu và thân không biệt rõ với nhau. Mắt và miệng của loài ếch này rất nhỏ, khó có thể nhìn thấy. Phía trước mặt của ếch giun còn có hai xúc tu ngắn nằm gần mắt, giúp cảm nhận môi trường xung quanh và tìm kiếm thức ăn. Thức ăn của ếch giun là loài giun đất, ấu trùng của các loài côn trùng, sâu, nhện. Do vậy, ếch giun đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát số lượng côn trùng và duy trì cân bằng sinh thái trong khi phần lớn các loài động vật lưỡng cư khác như ếch, nhái, cóc thường bỏ rơi trứng ngay sau khi đẻ. Ếch giun mẹ lại chăm sóc trứng một cách kỹ càng. Khi đến mùa sinh sản, ếch giun cái sẽ tìm những vị trí gần nước, độ ẩm cao để đẻ trứng. Sau khi đẻ, ếch giun cái sẽ cuốn lấy trứng để bảo vệ, đồng thời tiết ra dịch nhầy để giúp trứng không bị khô. Ếch giun mẹ cũng điều tiết nhiệt độ, độ ẩm cho trứng để đảm bảo số lượng trứng có thể nở được cao nhất. Ếch giun sở hữu miệng nhỏ, bên trong là hai hàm răng cho phép chúng săn mồi. Thời gian đầu, các nhà khoa học cho rằng ếch giun không có độc. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây cho thấy trong miệng của ếch giun có tuyến độc và chúng có khả năng tiết nọc độc khi cắn. Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa thể tìm rõ chất độc ếch giun ảnh hưởng đến con người như thế nào. Bên cạnh đó, do miệng của ếch giun nhỏ nên chúng cũng rất khó có thể cắn và tiêm nọc độc cho con người. 50 loài ếch giun. Trên thế giới có khoảng 50 loài ếch giun phân bố ở vùng nhiệt đới ẩm thấp. Ở Việt Nam có khoảng gần 10 loài tại các khu vực như U Minh, Hà Tiên, Tây Ninh, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Kon Tum, nhưng số lượng cá thể rất ít. Được biết, ếch giun đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam và được nghị định của chính phủ nhằm bảo vệ loài lưỡng cư kỳ lạ này trong tự nhiên. Đấy, chỉ có khoảng là...